Ông Tuấn chào quý anh chị nha. Đấy, trong ngày hôm nay em sẽ lên cho anh em 3 mẫu xe đang còn tại cửa hàng nha. Đó. Trước mặt của anh chị đây là mẫu Innova 2007, con này là 2007. Đó, 2007 xe bản G, xe chuẩn gia đình nha quý anh chị. Đó. Và kế bên hông đây là con Innova 2013, xe bản E, xe chuẩn gia đình luôn. 2013 bản E nha quý anh chị. Đấy, và kế bên hông là mẫu Ford Edge 2008, con này là số sàn máy dầu nha. Máy dầu cực kỳ tinh tế, cực kỳ gọi là tiết kiệm luôn á. Đó. 2007 nè. 2007 này được lên form 2010 rồi. Lên mặt cái lăng, lên đèn trước, đèn sau nha quý anh chị. Đấy. Còn quý anh chị nào mà muốn xem tất cả các dòng xe đó thì cứ alo cho em Tuấn theo số điện thoại là 0904804567 nha. Số trên cơ sở số Zalo luôn. Rồi quý anh chị mà coi được video của em thì cho em một nút đăng ký kênh nha. Rồi cảm ơn quý anh chị luôn nha. Đấy. Innova con này 2007 nè, xe chuẩn chỉ gia đình. Con này được đặc biệt cái không lỗi luôn nha quý anh chị. Đó, không lỗi nè, mấy cái đầu keo chỉ nè, thấy không? Đó, 2007 giờ nó có hơi nứt 66 mấy chỗ nè, thấy không? Đấy, con này em bán giá hợp lý cho anh em luôn. Đấy, xe lên full đồ chơi rồi, màn hình OLED xịn nè, có kem hành trình nè, đó, nội thất nâu nè. Đấy, rất là đẹp luôn nè. Đó, vô lăng cụ số vô cùng đẹp luôn. Em bán cho quý anh chị là 240 triệu nha. 240 triệu giá trên là còn bớt, còn thương lượng cho anh chị ghi lại xem xe và chạy thử nha. Còn em Tuấn là không có làm việc gọi là không có bớt xén qua điện thoại, nhiều khi bớt rồi quý anh chị lên rồi nói chơi này xe kia, quý anh chị cứ vui lòng bỏ chút ít ra thời gian ra lên cầm cái xe chạy thử coi chất xe nó làm sao. Có nhiều khi chỗ em bán con xe này 240 triệu, có chỗ nó vẫn bán là 220 triệu nha. Em nói luôn, 220 triệu vẫn có xe 2007 cho quý anh chị bản G luôn. Nhưng mà xe nó làm sao? Xe nó đâm đụng hoặc là taxi dịch vụ ra thì cái đó em không biết. Anh em mình cứ lên xem xe và chạy thử đi. Đó, còn cái chất xe có đúng như lời em nói hay không? Cái thứ nhất, cái thứ hai nó có đâm đụng này hay không? Đó, chứ nói chung ai bán xe này cũng muốn xe mình tốt chứ không phải là đó, chứ không phải là nói xe mình xấu nên làm gì hết. Thấy không? Xe có sao nói vậy là lên xem xe chạy thử. Là giá cả nó làm sao. Đó, con này được lên cụm đèn 2013 luôn nè. Đấy, em bán cho quý chị là 240 triệu nha. 240 triệu em có bớt lọc lá. Đó, lọc lá sân cộ cho quý anh chị nha. Còn máy móc á là em bảo hành cho quý anh chị 6 tháng. Đó, bảo hành cho quý anh chị 6 tháng luôn. Đó, kèm theo đó là thay nhớt mới nè, vệ sinh xe nè, đó, bát bóng xe nè. Đó, bên em được mấy cái đó. Em bán cho quý anh chị là 240 triệu nha, kèm theo những hạng mục nãy giờ em đã nêu nha. Rồi kế bên hông là mẫu Innova 2013, xe bản E chuẩn gia đình. Đó, xe cũng lên full đồ chơi rồi. Đó, trước mặt của mình thấy nè, kem hành trình nè, đó, xi nhan gương nè. Đấy, mấy cái này thì em mua luôn. Đó, xe này cũng được lên đầu Android. Đầu Android đây là đầu hồi xưa nha. Đó, đầu hồi xưa nó đầu hơi nhỏ. Đó, nội thất thì vô cùng sạch sẽ luôn, sàn trần 5D hết rồi. Đó, một con xe vô cùng đẹp luôn. Đó, màu bạc thích hợp anh chị em nào mua về chạy gia đình hoặc là chạy dịch vụ kiếm thêm vẫn rất là ok nha. Đó, còn quý anh chị lên xem xe mấy chỗ nào mà không hài lòng, đấy, không hài lòng vấn đề gì á, hoặc là còn yêu cầu thêm làm cái gì em Tuấn sẽ trong cái tầm mà em làm được thì em sẽ làm cho quý anh chị luôn nha. Đó, bên em làm thì rất là rẻ luôn. Đó, về chi phí em nói luôn, chi phí làm em sẽ không cộng thêm nha. Đó, chi phí đó để trong gồm phí mua xe của quý anh chị rồi nha. Innova 2013 xe bản E đủ chuẩn gia đình em bán cho quý anh chị là 340 triệu nha. 340 triệu đồng cho mẫu Innova 2013 bản E. Đấy, con mẫu đây là mẫu Everest nè. Everest số sàn máy dầu nè. Anh chị em nào ở miền núi thì mua con này là cực kỳ hợp lý luôn. Đó, tiết kiệm gầm cao máy thoáng. Đó, khung gầm bệ rất là chắc chắn luôn, chạy cực kỳ lợi dầu luôn. Em bán cho quý anh chị là 298 triệu nha. 298 triệu đồng cho mẫu Ford Everest 2008. Đó, con này là biển 37, em sẽ bao rút hồ sơ cho quý anh chị mình. Tất cả các xe bên em bán ra em đều bao rút hồ sơ cho quý anh chị. Quý anh chị cứ yên tâm về vấn đề pháp lý hoặc hồ sơ nha. Còn ví dụ như hồ sơ bây giờ nó chuyển về huyện nên nó có hơi lâu hơn cái đợt trước. Đợt trước là hồ sơ thì tầm cỡ 1 tuần tới 10 ngày để có thôi. Còn bây giờ thì nó dao động thì tầm cỡ 15 tới 20 ngày nha quý chị. Đó, mấy anh em mình thông cảm cho em cái đó nha. Đấy, anh em nào có xem xe nào thì cứ alo cho em theo số điện thoại này nha. 0904804567 nha.
Bữa nay em bán xe công vụ luôn, bán giá hợp lý luôn. Ford Ranger Wildtrak. Đó, bây giờ em đang chạy ra Nha Trang nè. Đó, em đang gom đồ em chạy ra Nha Trang nè. Đó, đồ đạc. Xe chạy sướng lắm chứ quý anh chị. Tiết rất là tiết kiệm luôn. Đó, vô lăng cửa sổ rất đẹp luôn nè. Đấy. Chuẩn bị gom đồ đi Nha Trang nè, thấy không? Đi con xe này đi xe đồ rất là sướng luôn. Đó, quý anh chị nào mà ở miền Trung thích đi xe này thì cứ alo cho em Tuấn nha. Em bán giá hợp lý luôn. Thị trường ta bán gần 700. Bữa trước là em quay là 680 triệu nha. Bữa nay em bán giảm giá quý anh chị luôn. Em bán 665 triệu thôi. Đó. Giờ em đổi con xe mới nên em bán con xe này nha. Đó, 665 triệu nha. Đấy, xe thì rất chạy rất đầm chắc luôn. Xe em đi hàng ngày luôn nha. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó, mấy đồ đạc này chuẩn bị đi Nha Trang này quý anh chị. Đấy. Anh chị em nào có xe ai mua hoặc bán ở tuyến Bình Dương Nha Trang thì alo cho em Tuấn ngay nha, để em ghé vô em coi xe em múc luôn nha. Đấy. Rồi chào quý anh chị luôn nha.